Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang nơi công cộng, đồng thời chỉ rõ một số đối tượng, địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cụ thể, bắt buộc đeo khẩu trang với người có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19. Tất cả đối tượng, trừ trẻ dưới 5 tuổi, khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thì áp dụng với cả hành khách, người điều khiển, người phục vụ, nhân viên phục vụ, người quản lý, lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc với hành khách, tại cơ sở y tế, nơi cách ly, nơi lưu trú có người đang cách ly hoặc đang theo dõi, giám sát y tế thì áp dụng với tất cả đối tượng. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối thì áp dụng với nhân viên phục vụ, quản lý, lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tại nơi có không gian kín, thông khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, làm đẹp, phòng tập thể dục, quán ăn, rạp chiếu phim, nhà hát, trường quay thì áp dụng với nhân viên, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Áp dụng với nhân viên phục vụ, quản lý, người lao động, người bán hàng khi tiếp xúc với khách hàng và người tham dự tại cơ sở văn hóa du lịch, những nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người. Tại những nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch thì áp dụng với nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc với khách hàng.